Ngọc Trai xin gửi lời chào quý vị và các bạn khán giả đã theo dõi chương trình Hot Daily Talk Các ông bố nói gì. Chúng tôi cũng rất cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường, đã đồng hành cùng chương trình này. Ngọc Trai xin giới thiệu một nhân vật người sẽ cùng đồng hành với Ngọc Trai trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là nam thần của quá khứ, nam ca sĩ Thiên Vương. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Hot Daily Talk. Và ngay bây giờ Ngọc Trai xin được phép giới thiệu khách mời của chúng ta ngày hôm nay, võ sĩ duy nhất được mệnh danh là độc cô cầu bài của Việt Nam. Xin mời anh. Xin chào Ngọc Trai. Dạ. Hai em. Xin chào Thiên Vương. Xin chào tất cả khán giả theo dõi chương trình Hot Daily Talk. Chia sẻ thời điểm cũng như là cái khoảng thời gian mà là anh gặp gỡ chị vợ của mình. Hồi đó thì Nhất đang thi đấu ở Belarus, đó nhờ em trai của mình là Tự Do xem giùm cái phòng tập võ. Khi mà về thì thấy Do đang tập cho một bạn nữ với lại nhiều bạn khác ở trong phòng tập. Buổi trưa tập mà thấy cái mặt bạn nữ này nó ửng hồng lên. Thì thấy mình cũng giờ mình để ý thôi. Hỏi ủa mặt đi tập đánh phấn hay sao mà hồng hồng vậy? À cũng có ghẹo. Thì nói chung là giống như là mình quan tâm đến các bạn trong phòng tập này nọ thôi. Thôi anh ơi thả thính nó đại đi chứ đó. Quan tâm tại sao không quan tâm với bạn nào? Nhưng mà lúc đầu thì có cái sự ngại ngùng gì hay không? Cái đợt đó xong về là trúng một cái giải thi đấu của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, cho nên là mình tập cho các bạn trong câu lạc bộ để đi thi đấu. Thì sau khi mà thi đấu xong á thì mời tất cả các học viên cũng như là các võ sĩ của mình á là đi ăn. Bạn nữ cũng như là vợ của mình bây giờ hiện tại là ngồi bên cạnh mình. Duyên trời định rồi anh ơi. Không, có sự sắp xếp. Có không anh? Có sự sắp xếp em ơi. Là anh Nhất tự sắp xếp hay là do ông thầy sắp xếp? Lúc đó mình là thầy, mình là huấn luyện viên luôn. Ai ngồi đâu thì ngồi đó đi. Đã có quyền. Đã có quyền. Anh và chị nếu có thể được gọi giống như là mối tình của chị em vậy đó. Khi mà bắt đầu á thì anh duy nhất có biết á là chị lớn tuổi hơn mình hay không? Lúc đầu thì mình không có biết. Đối với mình thì cái chuyện tuổi tác nó không có quan trọng. Quan trọng là cái tính cách. Mình nói chuyện mình thấy này nói chuyện cũng nói chung là giống mình. Quan trọng là cái duyên. Yeah. Quan trọng là tự nhiên mình với người đó trở thành một người nhà với nhau. Ừ. Mà nãy giờ á hai anh em mình cũng khá là vô tư mà quên hỏi, ủa chị nhà tên gì anh? Tên Huỳnh Thị Kim Oanh. Huỳnh Thị Kim Oanh. Dạ. Gia đình mình có mấy cháu rồi anh? Hiện tại thì Nhất và Oanh thì có một em bé. Nhưng mà trước đó thì Oanh đã có một em bé riêng nữa. Đó, thì vậy là chị đã qua một lần đò. Dạ. Em bé đó cũng đang ở chung với mình luôn. Em bé đầu là được 4 tuổi. Còn em bé của Nhất sau này với chị Oanh là cũng được 1 tuổi rồi. Cái cảm xúc đầu tiên khi mà là anh biết tin vợ mình có bầu. Cái ngày hôm đó thì vợ mới kêu hai vạch là gì, hai vạch là gì. Cho sao nghe thơ thế. Thì đó mình tại vì xưa giờ cứ ăn rồi tập rồi đi đấu mà hai vạch là gì. Kêu hai vạch là có em bé rồi. Vậy hả? Có em bé. Có em bé thì đẻ. Ủa vậy là không có bất ngờ, không có cái gì mà nó xảy ra trong cái cảm xúc của anh luôn á hả? Không, nhưng mà mình khi mà có em bé rồi thì mình quan tâm vợ nhiều hơn. Mình cũng suy nghĩ ngày xưa mẹ mình cũng mang mình rồi chắc cũng cực khổ này nọ lắm. Người phụ nữ thì thiệt thòi nhiều thứ, cho nên là mình quan tâm nhiều hơn. So Hot Daddy Talk chính thức ghi hình tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi qua Viber 0522 961 076. Hoặc Gmail anhnguyet.nguyenthi@mcv.com.vn. Quá trình mà là anh Nhất chăm sóc vợ khi mà là vợ mang thai, có cái kỷ niệm gì mà có thể chia sẻ được không ạ? Ngày nào mình cũng bỏ cái thời gian ra tập cho vợ mình hết. Hả? Thì... Vậy là kêu vợ lên bún nhau à? Đúng rồi. Là tập luôn. Tập miết đến khi mà có bầu rồi. Wow. Vậy là trong lúc mà là chị đang mang thai là cũng lên quýnh luôn. Đúng rồi. Là tập miết tới cái ngày cuối cùng là nay nhập viện đẻ là sáng vẫn tập. Tất nhiên là nó sẽ có những cái
bài tập hợp lý cho. Đúng rồi. Thì trước đó thì tại vì mình cũng có tập cho quanh rồi, cho nên là duy trì cái cường độ. Nhưng mà khi mà có bầu á, thì mình giảm cái cường độ xuống. Cái bài tập luyện thì nó vẫn đấm đá được bình thường. Những cái bài tập đó là giúp cho quanh á, là dạng như là không có bị đau lưng, không có bị mập. Khi mà đẻ em bé ra xong á, là coi như là có sức khỏe lại liền luôn. Vừa đẻ em bé xong là nằm khoảng 3-4 tiếng cái là đứng dậy đi liền rồi. Hay vậy ta. Nếu mà như vậy thì mình không thể nào mà là bỏ qua được cái cơ hội là nhờ anh Nhất Thị Phạm cho một động tác mà theo anh thấy là đơn giản nhất mà hiệu quả nhất. Đúng để rồi. Cho các mẹ tập mà là không có bị mệt mỏi trong cái quá trình mang bầu được không? Động tác mình squat á, giúp cho đôi chân của mình rồi cái bụng của mình cũng khỏe, rồi sau này mình đi đẻ rồi nó cũng dễ lắm. Nhưng mà mình phải kết hợp với nhiều bài tập nữa chứ không phải là squat không. Các bạn nữ mà khi có bầu á, tốt nhất á là mình phải chọn cho mình một cái bộ môn thể thao, chứ đừng có nằm nhiều là hạn chế hoạt động quá thì mình sẽ bị giống như là bị béo. Mang em bé thì mình rất dễ bị lên ký. Sinh em bé xong á, cái người của mình á sẽ bị sồ ra rất là nhiều, là dễ bị buồn. Chà, thì tâm khi, lý với người ta. Ví dụ như vợ kêu mua gì mình mua đó, là nói gì là mình phục vụ đó nhiều. Cái mong muốn của mình là mình muốn xem thử cái sản phẩm mình nó làm sao. Wow. Khoảng thời gian mà đang cấn thai thì bà xã em có bị ngén hay gì không? Tại vì có tập thể thao cho nên là cũng ít lắm. Hay là có thèm ăn gì thèm, bất chợt giữa đêm không? Thèm ăn thì thèm tùm lum á. Đợt đó gần Tết thì còn có mấy ngày nữa là Tết rồi. Đòi ăn cái gì khổ qua. Cái đó mình sợ mạng chiêu, cái đó như là cấm không cho người có bầu ăn mà. Mát quá, mát quá. Đòi đi ăn, mình cũng chạy đi mình tìm thử. Mà Tết là ai bán đâu, có nhà nào nấu thì tự nấu thôi. Rồi về có bị cự không? Không có, xong rồi cái về nhà mình mới sệt. Ê, cái này cấm này, không có được ăn nè. Khi mà đi về mấy tỉnh miền Tây rồi á, thì mình hay chở dừa buồn như lên á, thì cho vợ uống. Về đó thì mấy thằng học trò nó dưới miền Tây nhiều á, kêu hỏi thầy xuống đây thích gì? Dừa. Mình cứ kiếm dừa cho anh là được. Bỏ lên chở về, chở đi đầy nhà cứ ngày nào cũng uống. Bình thường là các chị đã khó đoán rồi. Đúng rồi. Có em bé vô xong là tự nhiên lại khó đoán hơn, là không biết các chị nghĩ tại gì. Tại các bạn thì anh nghĩ là hợp lý thôi. Bởi vì một người phụ nữ mang thai thì giống như là có một bộ máy thứ hai ở trong cơ thể, là em bé. Tâm tính nó cũng sẽ thất thường, bởi vì mình cứ cảm giác đi, ngày nào mà cũng khiêng một cái ba lô 20kg hay 10kg mà ngày nào cũng như vậy, rất là mệt mỏi. Vợ của anh Duy Nhất có như vậy không? Là có thay đổi tâm tính không? Cũng thay đổi một ít. Con ít thôi hả? Đúng rồi, thay đổi một ít. Tại vì mình được một cái may mắn là mình tập cho vợ trước khi mà vợ có bầu. Sau đó thì vợ có bầu rồi mình vẫn tập luyện. Bụng của vợ không có bự. Mấy người mà hàng xóm xung quanh á, khi mà đẻ em bé ra xong rồi á, người ta mới nói cái gì? Nhà này mới đẻ em bé hả? Mà hàng xóm xung quanh, tôi thấy chị đi tập bình thường rồi, chị đi làm được bình thường mà. Vợ mình chỉ lên có 6kg thôi. Khi sinh em bé ra được 3kg. Wow. Đó. Em được nghe thông tin lúc mà là chị chuẩn bị mổ, anh cũng chuẩn bị đi thi đấu. Cái tâm trạng của anh lúc đó như thế nào? Cái ngày mà mình thi đấu á, là mình được kêu mời từ bên cái liên đoàn của châu Á, là mời mình và đi qua bên Malaysia mình thi đấu. Thì bác sĩ nói là nó bị trùng với gì, trùng với lặn cái lúc mà vợ mình sẽ sinh. Nhưng mà có một cái vui á, là cái ngày mà đi sinh á, mình nói là bây giờ phải sinh trước khi mà anh đi thi đấu thì anh mới yên tâm. Sáng hôm đó vẫn tập, xong kêu thôi tối nay nhập viện đi để mai mổ. Sao mà cái cặp vợ chồng này ví dụ sinh nở có vẻ như đi chơi đó anh. Anh ơi, vợ đi công viên, đi công viên. Hai đứa mới nói là bây giờ mình vô trong bệnh viện á, mình nhập vô đó xong rồi cái mình bỏ đồ đó cái mình đi coi phim. Xong rồi mình về. Mình cũng nghĩ là chắc ok lắm, ổn lắm. Xong mình vô bệnh viện, vừa nhập viện cái bác sĩ đâu cho đi. Nó đâu cho đi đâu. Rồi xong mình dính luôn cái em đó. Tại bắt là phải siêu âm, phải theo dõi thai nhi như thế nào, phải xét nghiệm máu, tất cả mọi cái. Cho nên là không thể đi là đúng rồi. Mình cứ nghĩ là vô thôi, cứ nằm đó bỏ đồ đó rồi đăng ký rồi này nọ, xong mai là mấy giờ mổ rồi là mình, xong rồi mình đi coi phim. Nhiều lúc cái sự vô tư như này nó lại có những cái kỷ niệm rất là vui kể cho con mình sau này. Nó cũng là một cái mà rất hay mà. Cảm xúc đầu tiên anh Duy Nhất lúc mà là bế đứa bé trên tay á, anh cảm giác như thế nào? Cái lúc mà vợ vô trong phòng mổ á, Nhất vào cùng với chị gái của vợ với lại mấy anh em trong nhà nữa thì ngồi chờ. Xong rồi á thì bác sĩ kêu
cho người nhà vô. Vô đó thì thấy em bé nằm đó, xong rồi bác sĩ kêu tay chân rồi tất cả mọi phần đầy đủ này nha. Cái đó mừng rồi. Em bé hồng hào quá này nha. Sao có cho đánh võ không? Có chứ, có cho đánh võ chứ. Cứ lau chùi rồi này nọ, xong rồi cái đưa mình ẩm. Thực sự thì lúc đó thì rất là hạnh phúc, tại vì mình cùng với vợ trải qua nhiều cái khoảng thời gian khi mà vợ có bầu, rồi đến cái giai đoạn chuẩn bị rồi xong ra đẻ, bây giờ xuất hiện cái sản phẩm của mình rồi. Cái lúc đó mà khó tả lắm, mình chỉ biết là mình nhìn nó, ôm nó. Cái cảm giác mà đứa con đầu đời của mình mà mình ẩm lên tay á, thực sự là không có thể nào diễn đúng tả rồi, được nó không có cả cái... em và cả Nhất dạ. hay là cả bản thân anh cũng không thể diễn tả được dạ. Có nhiều lúc hoang mang. Ủa, bây giờ là mình là bố, bố rồi đó, rồi đó. Bây giờ mình là ba, là con mình đó. Đây là cái con ôi. Mình chỉ biết là mình có em bé vậy thôi, là mình giờ mình thấy, em bé của mình vậy. Cái lúc mà là đứa bé ra đời xong á thì là anh có một cái quyết định gì mà nó táo bạo không, như là thôi giờ tôi không đi quýnh võ nữa, tôi ở nhà để mà tôi chăm con. Mình cũng có nhiều cái suy nghĩ về cái vấn đề đó, nhưng mà mình được một cái may mắn là người vợ luôn luôn ủng hộ mình, quen mình thì chọn lựa, thì biết mình là một võ sĩ, cho nên là vợ giống như là hậu phương vững chắc của mình. Khi mà sinh em bé ra rồi còn có mấy ngày nữa là nhắc đi thi đấu, vợ vẫn an ủi thôi anh cố gắng đi qua đó thi đấu thật tốt, xong rồi quay về đây với mẹ con em. Vậy thì anh duy nhất phải gọi là một người đàn ông rất là may mắn, vợ của anh chỉ vừa mới sinh thôi mà là chị vẫn hy sinh hoàn toàn luôn, chấp nhận là mình sẽ một mình chăm sóc con nhỏ. Sau khi mà người vợ sinh đó thì nó có nhiều cái yếu tố thay đổi đó, mà là ví dụ như em bé khóc rồi này nọ, mình cũng lên mạng mình tìm hiểu, có nhiều người chồng sau khi mà vợ mình sinh xong á thì bỏ đi nhiều á, mấy cái người vợ cứ ôm con mà khóc rồi á, dễ bị trầm cảm, bị hậu sản nọ. Cái khoảng thời gian đó là mình phải quan tâm nhiều lắm á, thi đấu xong là mình về, hoặc là mình tập xong mình về nữa, mình quan tâm. Bà xã của Duy Nhất á là được Duy Nhất training ngay từ đầu. Anh này là anh khôn, anh trâu vô cái sức khỏe của bà xã đó. À, vậy là tâm lý chiến nó được chuẩn bị đầy đủ rồi. Cho nên là sức khỏe hồi phục rất nhanh. Đó là cái điều mà coi như Nhất nó cũng yên tâm để mà có thể tiếp tục thi đấu, và bà xã cũng cảm thấy là mình đủ vững chắc để mình có thể mình ở nhà một mình. 10 ngày sau khi sinh đó là vợ quay trở lại tập. Tập bình thường luôn? Tập bình thường, không có gì xảy ra luôn, sức khỏe là y chang như hồi trước luôn. Tập cái bài nói chung là nhẹ để mình thích nghi lại từ từ. À đó, nhưng mà mình có thể hoạt động được bình thường.